Mình là Bùi Thu Hằng, CEO của Rose Gold Việt Nam. Trong một vài ngày nữa thì sẽ có một người trẻ đuổi thành công nhất tại Thái Lan có mặt tại Việt Nam. Đó chính là founder Rose Gold Global, Mr. Nửng Thanachit Wanathorn. Trong chuyến công tác lần này thì không chỉ là set up cũng như là chuẩn bị cho sự bùng nổ của Rose Gold Việt Nam trong tương lai, mà Nửng còn tổ chức những buổi private meeting để chia sẻ về bí mật thành công, bí quyết để bạn ấy có thể tạo nên một đế chế kinh doanh online như ngày nay, đồng thời là chia sẻ về cái mô hình kinh doanh online thế hệ mới. Nửng là một người mà Hằng vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ bởi sự giàu có, thịnh vượng của bạn ý, bởi cái phẩm chất và tài năng xuất chúng của bạn ý, còn là bởi vì bạn ý là một người có trái tim rất là lớn, năng lượng đỉnh cao, đồng thời là người luôn luôn nỗ lực vì cộng đồng. Ở tại đất nước Thái Lan thì bạn ấy đã giúp đỡ được hàng chục nghìn người có chất lượng cuộc sống tốt hơn thông qua nền tảng kinh doanh online cùng với cả Rose Gold. Năm vừa rồi bạn có thể tặng ra hàng chục chiếc siêu xe cho các quý đối tác và đại lý của mình, đồng thời có thể đưa hàng nghìn người đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với các chương trình One Life Trip của Rose Gold. Và theo Hằng tin chắc rằng điều gì đã xảy ra ở Thái Lan thì sẽ có thể xảy ra ở tại Việt Nam. Hằng thật sự rất hạnh phúc và tự hào khi được là một phần của Rose Gold Việt Nam, và Hằng tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của Rose Gold Việt Nam trong tương lai. Đây là lần đầu tiên và có thể là duy nhất chúng tôi có thể tổ chức các buổi private meeting, tức là chỉ tầm 10 người, 20 người, cực kỳ thân mật và cực kỳ nhỏ thế này để có thể tiếp xúc được với Nửng. Và những buổi meeting này thì sẽ dành cho những đối tác tiên phong của Rose Gold cùng những quý khách hàng VIP, ví dụ như anh chị có thể đang là chủ doanh nghiệp hay là boss hoặc là lãnh đạo hệ thống, để chúng ta có thể cùng ngồi với nhau, cùng chia sẻ những cái câu chuyện, những cái bí quyết, những cái tư duy để làm nên hàng chục triệu đô, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong buổi private meeting sắp tới nha.